anh em là Chi Kỷ, thì hôm nay mình làm clip về cách tăng chiêu vào đội tuyển sinh. Và anh em nào mà có ý định muốn tăng chiêu vào đội tuyển sinh á, thì mình khuyên anh em là khi anh em đạt cấp 120 hoặc là một cấp 150, nếu mà anh em cấp thấp mà anh em tăng chiêu vào chiêu vào đội tuyển sinh á, thì anh em rất là thiếu điểm kỹ năng. Thì mình làm sao để tăng chiêu vào đội sinh cho hiệu quả thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em. Và trước khi tăng á, thì mình cũng nói luôn là tùy theo mỗi server phiên bản nên bản kháng nó khác nhau. Khác ở đây á là móc anh em, giống như móc nè 75, 75.01, 75.02, 75.03, và các móc có điểm khác nhau đôi khi nha. Cái server anh em chơi á, đôi khi là cái móc tiếp theo là 15% hoặc là 20% nha anh em. Và đôi khi á, khi mình đạt móc 15.1 á, móc tiếp theo mà lên 75.2 á, là anh em tốn 25 điểm. 25 điểm ở đây là bản kháng tiếp theo anh em, giống như là 75, mình có bản kháng 75 kháng lôi rồi, mình phải lên thêm 25% kháng lôi nữa thì mới đạt móc. Nói chung là anh em phải test thử, coi thử các móc cái server anh em chơi như thế nào, 15% hay 20%, và cái móc tiếp theo á nó có thay đổi hay không nha anh em. Bây giờ nhiều server phiên bản bây giờ server lậu nhiều nên nó thuộc vào người quản lý anh em nha. Bây giờ mình xem thử coi cái phiên bản mình đang test thử nè, coi nó móc tiếp theo nó bao nhiêu nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ lấy khăn lôi đi ha. Thì cái video này á, điểm chung á là anh em phân phối sao mà cho là đặt móc anh em đó thì thôi đó. Bây giờ mình thử, mình sẽ phân phối coi thử cái server này được bao nhiêu bản kháng và móc tiếp theo nó là bao nhiêu nha. Nếu mà anh em phân phối hợp lý á, thì anh em có thể tốn đỡ tốn điểm kỹ năng và anh em tăng vào đam, chứ không thể tăng ào ào được. Tăng ào ào lại mình dư, mình mất điểm anh em. Giống như là nếu mà anh em tăng vào như là 75 đi, 75.1 đi, anh em thêm 10% nó đâu thay đổi đâu. Thế mình lỗ không? Mình lỗ 10% không? Tại vì nó móc hết rồi, nó móc hết rồi nên khó khăn. Tính năng chuẩn bị học rồi, bây giờ 30 đi. Món nữa đi. Bây giờ mình sẽ tăng vào dũng sinh. Thì anh em cứ phân phối từ từ nha, anh em phân phối sao đủ móc nha anh em. Là có thể đổi chiêu hỗ trợ bên tay phải.
lên 120 có chiêu 12x thì đỡ anh em, chứ dưới thì nó không có đỡ. Nó tùy thuộc vào server nữa, đôi khi nó tăng vào hỗ trợ, nó mặc định nó hiện luôn, nó ẩn luôn. Nói chung là anh em phải test và tìm hiểu kỹ càng vô. Giờ mình sẽ phân phối sao cho 75 đi ha. Cả 11 nha. Rồi anh em xem thử cái mốc tiếp theo đó là bao nhiêu nha. Bây giờ mình sẽ nhận thêm cái di chuyền hay tất cả vàng. Vàng 2% nó chưa có đạt mốc nè, chưa có nhảy lên 7501 nè. Bây giờ mình tăng thêm thử cái mốc tiếp theo luôn nha. Thấy không? Nếu mà anh em thêm 20% mà anh em chưa đặt móc là anh em thấy lỗ không? Đó, anh em phải cân nhắc và test kỹ càng nha. Bây giờ mình thấy thêm 5% nữa. Cứ tăng mát đi ha, mình cứ tăng mát cho dễ, mình dễ tăng vào giống sinh nha. Mình tăng ở đây là tăng ví dụ nha anh em. Anh em từ từ. Và thử bao nhiêu anh em. Chưa nhảy luôn, 21 rồi, 7% rồi, chưa nhảy luôn, vậy là 25% nó chưa có nhảy móc luôn, chưa nhảy luôn ta. Server này đạt móc nó cao rồi, vậy là 30 rồi anh em, nên anh em phải test kỹ càng nha. Coi thử server mình coi thử móc tiếp theo là bao nhiêu. Mình test thử 20 mà chưa lên được móc 75 nên cái điểm này sẽ bị dư giả nha, anh em phải xem lại nha. Đó, mỗi server nó khác lắm nên anh em phải tính toán và test kỹ càng coi thử coi móc tiếp theo là bao nhiêu. Thấy không? Nếu mình thêm cái điểm kỹ năng vô vào đúng sinh nãy á là mình bị dư giả, không đâu đạt móc 7501 đâu, nên anh em phải test cả cho nó đỡ tốn điểm kỹ năng nha anh em. Đó, đây là cách tăng chiêu hiệu quả cho một chúng sinh, coi thử phù hợp với mọi phiên bản nên anh em phải test kỹ càng. Cảm ơn anh em đã theo dõi, bye bye, chào anh em ạ. À.